Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì hôm nay mình ăn cơm ăn cơm rất là đạm bạc. Mời các bạn ăn cơm cùng với mình nhá. Ăn cơm và mình sẽ chia sẻ một câu chuyện. Một câu chuyện thì chuyện này nó xảy ra ở Mỹ các bạn ạ. Nhưng mà trước khi chia sẻ một câu chuyện ở Mỹ thì mong các bạn thông cảm cho mình, bởi vì mình có lần là có bạn vào nói là mình không ở Mỹ, trên là chia sẻ không đúng, và có bạn thì nói là mình không phải người ở Mỹ thì đừng có chia sẻ ở Mỹ. Thì có đúng thế không các bạn? Bởi vì mình thấy này, làm YouTube ấy là người ta chia sẻ, người ta có quyền chia sẻ tất tật tật ở tất cả các nước, tất cả ở đâu người ta cũng chia sẻ toàn trên toàn cầu luôn. Thì vậy thì làm sao này, phải là không phải ở Mỹ thì không được chia sẻ câu chuyện ở Mỹ. Thì ai chia sẻ ở đâu thì chia sẻ chứ, đúng không các bạn? À, đây kênh cà chua suông đây các bạn. Lúc nãy mình nấu các bạn biết rồi đấy. Xem có ngon không nào. Bởi vì bây giờ ấy, trên mạng truyền thông rất là nhiều. Ai chia sẻ cũng được, ai thấy câu chuyện ở đâu cũng chia sẻ được. Ở Mỹ có thể chia sẻ ở Việt Nam, hoặc là Úc, Đức, Canada, Nga, Nhật Bản, bất kể ở đâu cũng chia sẻ được, chứ không phải là cứ ở Mỹ thì mới chia sẻ ở Mỹ đấy các bạn. Nên làm YouTube là chỉ có ở đâu thì chia sẻ đấy à, đúng không các bạn? Cho nên là mong các bạn thông cảm nhé. Chỉ có là nói là ví dụ như là mình ấy, chia sẻ không hay, nói không hay, không hấp dẫn thì còn có thể nghe được. Chứ còn bảo là không phải ở Mỹ thì đừng có chia sẻ ở Mỹ, thì nói chung là đừng có dùng từ cấm cho nó nặng, nhưng mà cũng có thể nói là cấm bạn này cấm mình như thế cũng không đúng, đúng không các bạn? Bây giờ mời các bạn ăn cơm nhá. Đây cơm gạo xay đây các bạn. Thì câu chuyện là như thế này, mong các bạn xem hết video nhá. Nhưng mà câu chuyện này thì mình nghĩ là nhiều bạn biết rồi, rất nhiều bạn biết rồi. Cái người người ta chia sẻ, người ta còn lên cả video của cái kênh của người khác mà. Thì qua mà anh Việt Kiều tuổi cũng đã cao, 2 lần hôn nhân đều bị đổ vỡ. Thì anh ấy bị đổ vỡ và anh ấy về Việt Nam, anh ấy tìm vợ, anh ấy ý định về Việt Nam tìm vợ. Mà các bạn biết không, mà sao anh ấy lại dại thế nhỉ? Anh ấy tiết kiệm được 200.000 đô la, anh ấy mang về Việt Nam cả 200.000 đô la các bạn. Thì có lẽ là cái người mà người ta ưng anh ấy thì người ta nghĩ là anh ấy nhiều tiền quá, anh ấy giàu lắm. Bởi vì về Việt Nam cưới vợ mà còn mang tận 200.000 đô la thì ở bên ấy chắc còn nhiều nữa. Có thể nghĩ thế. Thì anh ấy cưới một cô vợ. Thì nói chung là về nhà tìm vợ thì cũng rất là nhiều rất là nhiều cảnh người thì tự tìm lấy chơi qua mạng, người thì anh em bạn bè thì giới thiệu. Nói chung là cái này thì thôi mình không phải bàn tới, mà chỉ biết là mình anh ấy quen được một cô và tìm hiểu tới tìm hiểu lui thì cuối cùng cũng đã đi đến kết quả đã lấy nhau, cưới nhau, và anh ấy cho sang Mỹ. Thì có thể là cô này vỡ mộng, nghĩ là anh ấy giàu quá, nhưng mà sang cái nơi thì thấy anh ấy quá là nghèo, thất vọng.
Vâng. Điều gì đã xảy ra các bạn biết không? Và cô ấy ngấm ngầm quen được người khác. Quen được người khác thì anh chồng không hề biết. Và cô ấy đã bày ra một chuyện. Cô ấy bảo chồng là lâu lắm rồi anh cũng không về thăm ba mẹ. Thì thôi anh đặt vé về thăm ba mẹ đi. Mọi cái ở đây em lo. Thì ông chồng rất là phấn khởi. Nghĩ là vợ mình cũng quan tâm. Thì ông ấy đặt vé ông về. Và cô ấy ở Mỹ. Cô ấy ở Mỹ thì cô ấy tiếp tục vẫn đi lại với anh bạn trai kia. Và cô ấy gọi điện và cô ấy vu khống cho anh ấy. Cô ấy bảo là anh ấy về Việt Nam phải lòng gái. Có sợ không các bạn? Đúng là người ta bảo đàn bà sợ thật đấy, mình cũng đàn bà nhưng mà mình không có giỏi như thế đâu các bạn, mình không biết cao tay như thế đâu. Thì đến lúc là ông ấy sang, ông ấy nói này, thế em bảo anh về thăm gia đình mà tại sao bây giờ em lại bảo anh là phải lòng gái? Rồi thì cô ấy phải dựng ra một cái chuyện đấy thì mới bỏ nhau đúng không các bạn? Thế giờ chả nhẽ tự nhiên bỏ nhau à? Xong là cô ấy đòi ly hôn. Và cô ấy đi ở với người khác. Cô này á, câu chuyện rất là dài các bạn, mà đến nỗi anh Việt Kiều này là anh ấy còn vào một cái kênh YouTube của người khác anh chia sẻ, mà bởi vì anh ấy buồn mà anh ấy bức xúc quá. Mình cũng đã được xem thì chắc là nhiều bạn cũng được xem. Và cô ấy đi với người khác thì vợ chồng thì ai để tin tưởng đúng không các bạn? Thì anh ấy đưa cái chìa khóa cái két sắt cho cô đấy, rồi xe ô tô tất cả mọi thứ, thì cô ấy lấy hết cả tiền của anh ấy. Anh ấy sang ấy không còn một đồng xu nào, lấy hết cả tiền rồi lấy cả cái xe ô tô của anh ấy. Thì anh ấy mới nói là thôi bỏ anh ấy cũng được, lấy cũng được, nhưng mà cho anh ấy đưa trả lại anh ấy 10.000 để anh ấy có tiền anh thuê luật sư. Nhưng mà 10.000 không giả, có nghĩa là cô ấy trả anh ấy trắng tay vì cái người vợ này đấy các bạn. Thì cô ấy đi thuê luật sư và anh ấy cũng thuê luật sư. Thì đấy các bạn thấy cuối cùng là lấy một cô vợ sang, tiền bạc mất hết, xương máu của mình nó lấy, nó còn lấy cái xương máu của mình nó đi nó kiện mình. Nên là các cái cánh đàn ông ấy tin vợ vừa thôi. Tất nhiên vợ chồng thì phải tin. Giờ nói câu này thì cho các bạn thì bảo là bà này thì bảo là các ông tin vợ vừa thôi. Đừng có vơ đũa cả nắm, mình không vơ đũa cả nắm. Nhưng mà mình sống với nhau
vợ như thế nào, mình phải biết được tính cách. Còn vợ chồng tất nhiên là phải tin, đúng không bạn? Vợ chồng là phải tin rồi. Nhưng mà phải biết được tính cách của người vợ. Rất nhiều người lấy vợ cho sang, hai vợ chồng cùng làm ăn gắn bó, rất là nhiều tiền, giàu có. Nhưng mà cũng không ít những cái trường hợp mà lấy cho sang thì cô vợ vỡ mộng. Có thể là thấy ông chồng nghèo, chê chồng nghèo, không có tài, đi quen người khác. Anh ấy lên cái kênh YouTube của người khác, anh ấy chia sẻ, anh nói, anh ấy bảo là anh ấy rất là buồn và bức xúc. Nhưng mà cũng may là anh ấy nhờ cái kênh YouTube của người khác anh ấy chia sẻ, cho nên là nó cũng nhẹ đến phần nào. Nói chung thì không nên như thế, đúng không các bạn? Làm gì thì làm phải để phúc để đức, miễn là trời cho sức khỏe, tiền mất rồi cũng sẽ làm được ra tiền. Nhưng mà tình mất thì vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Thế là các bạn phải rút kinh nghiệm, không có riêng gì người chồng với người đàn bà, mà nhiều người người đàn bà cho chồng sang cũng bị cũng vợ chồng hôn nhân cũng đổ vỡ. Mình thấy rất là tội nghiệp cho anh này, tội nghiệp lắm đấy các bạn. 200.000 làm mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu công sức, có lẽ anh ấy dành dụm cả một cuộc đời mới có được như thế. Mà người ta lỡ lòng nào mà người ta lấy tiền của anh ấy, lấy đến mức độ mà 10.000 để anh ấy thuê luật sư cũng không có nữa các bạn. Thật là đau lòng. Mình nghĩ anh này chắc là qua cái trận này thì có lẽ không dám lấy vợ nữa. Các bạn ơi. Ăn sạch bách, húp nốt canh luôn. Còn có một cái trường hợp nữa là ở Đức này, anh ấy cũng vợ chồng bỏ nhau thì khi mà mọi người bạn bè nghe tin bỏ nhau, ôi dồi ôi, lôi kéo giúp đỡ giới thiệu người nọ người kia nhiều lắm. Bởi vì có một cái mác Việt kiều đâu đơn giản, lo được cái bộ giấy tờ Việt kiều không đơn giản thì anh ấy không lấy. Anh bảo anh sẽ lấy một người con gái chính thức nhà quê nhà nghèo thì để anh ấy giúp đỡ được một người, một gia đình nhà quê nhà nghèo. Phải nói là cái suy nghĩ rất là tuyệt vời, đúng không bạn? Rất là tuyệt vời. Thì anh ấy nói và anh ấy làm, sau đó anh lấy được một cái cô vợ trẻ ạ. Cô vợ trẻ lắm, kém anh ấy hơn 20 tuổi. Anh ấy sống rất là chân tình nhé. Gia đình nhà nghèo nhà quê, anh ấy mua cho xe máy, rồi anh ấy mua cả máy bơm nước cho đồng ruộng. Anh ấy nói là cái, anh ấy nói cái máy này nó rất là ý nghĩa.
cái này bơm nước kiểu như là ý là nước chảy không bao giờ hết, một cái hạnh phúc, một cái cuộc sống viên mãn, cũng nhiều như tràn trề như nước đấy, ý thế. Thế mà lấy sang các bạn biết không, nay cãi nhau mai cãi nhau chửi nhau, tệ hại hơn là con vợ cả nhiều. Thế rồi cuối cùng kết cục thì sao, kết cục thì cũng đi đến bỏ nhau các bạn ạ. Kết cục thì cũng đi đến bỏ nhau thôi, và cô vợ láo lắm các bạn ạ, láo không thể tưởng được, mình thấy tội nghiệp. Chân bây giờ ấy mình nghĩ rồi các bạn ạ, mình vẫn thường nói đấy, ngay mình cũng không ngoại lệ. Đạo Phật vẫn nói là giúp người rồi này khác, thế nhưng mà cũng không hiểu tại sao nhiều người sống rất là tốt, rất là chân thành mà vẫn bị phản bội, vẫn bị lừa đảo. Cho nên nhiều khi người ta tức, người ta bảo là nhân đạo là tự sát đấy các bạn. Bây giờ không biết thế nào mà tin. Thế những người người ta như thế thì người ta may mắn thì là Đạo Phật lại nói là có thể kiếp trước người ta tu tốt nên kiếp này người ta được hưởng. Thế chả hiểu. Có người thì sống cũng rất là tốt nhưng mà không bao giờ gặp được tốt thì lại bị người ta giết, người ta nói cho. Người ta nói là kiểu như là ăn ở không ra gì nên chị bị hậu quả như thế. Nói chung là không biết đâu mà nói được. Nhưng mà thôi, nói gì thì nói. Nhân đây ấy, mình xin góp ý với một số các bạn nam nữ về Việt Nam lấy chồng lấy vợ cho sang, phải xem xét, phải tìm hiểu thật là kỹ lưỡng các bạn ạ. Có rất nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp oái oăm. Người thì đi làm cực khổ vất vả, về Việt Nam lấy vợ cho sang. Cho sang nhưng mà không dám cho vợ ra ngoài các bạn, không cho vợ ra ngoài, sợ vợ ra ngoài rồi mất vợ. Nhưng mà người ta có biết đâu, người ta có biết là người ta chồng người ta yêu thương, người ta sợ cho ra ngoài mất đâu, người ta này sướng quá hóa cuồng, người ta lại bảo là kiểu như nhốt người ta ở trong nhà như một cái con gì đấy, rồi người ta không chịu được, người ta phải vùng lên, người ta phải đi ra ngoài, rồi thậm chí rồi cuối cùng là người ta đi kiếm người khác rồi cũng bỏ nhau. Cho nên các bạn cũng đừng vì sợ mất vợ mà không dám cho ra ngoài các bạn. Các bạn cứ cho ra ngoài đi, cứ cho ra đi làm kiếm tiền, đi làm kiếm tiền đi. Và các bạn nên nhớ rằng cái gì của mình nó vẫn là của mình, có giữ cũng không được, còn không giữ được ấy cho trong nhà khóa cửa nhốt vào vẫn mất các bạn, vẫn mất. Chứ đừng bao giờ mà sợ như thế, càng sợ càng mất, đúng là càng sợ càng mất. Nên là cái gì của mình, cái gì thuộc về mình thì cứ để cho tự nhiên đi. Không phải là tất cả như thế các bạn, có rất là nhiều đôi cũng lấy vợ trẻ cho sang, cũng kém bao nhiêu là tuổi nhưng mà sang rất là hạnh phúc, và người ta chịu khó làm, người vợ cũng chịu khó làm vun vén. Trước ông chồng một mình thì còn không có tiền, không có kinh tế. Từ khi mà cho vợ sang ấy thì vợ làm kinh tế để khá giả giàu có. Chứ cũng không biết đâu mà lần, có thể là do cái người chồng đấy không biết cách cư xử. Thì là vợ nó chán, hoặc bởi vì là người ta tình yêu thì bao giờ cũng màu hồng đúng không các bạn? Nhưng mà khi mà đã ở với nhau rồi ấy, thì nó mới lòi ra nhiều cái. Chứ nếu mà nói tìm hiểu thì cũng không thể tìm hiểu hết được. Yêu nhau nó khác, và khi về sống chung với nhau nó khác hoàn toàn. Thì
Có thể là cũng do cái người đó, cái tính cách của người đó, và cũng có thể là thôi mình cứ cho là cái số đi các bạn. Chứ là hãy vui vẻ và chấp nhận. Đừng bao giờ, đặc biệt đừng bao giờ cho vợ sang mà lại không dám cho ra ngoài mà nhốt ở trong nhà. Lại đi cày nuôi nó mà cuối cùng vẫn mất các bạn. Ok. Thì xin chia sẻ đến đây nhé, ăn cơm xong đã lâu rồi. Còn bát không, đĩa không. Ok thì bye bye các bạn nhé. Chúc các bạn vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày nhé. Và hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.